Được vậy ha. Mình tập như mà dạng tập bóp nè, da vô với cầm cái ca đầu đó mình đưa lên như này xuống, đưa lên đưa xuống giống như tập tạ vậy đó, Tập nó nhẹ nhẹ thôi. tập từ từ rồi nó chậm chậm máu Nó mới được. lưu thông từ từ cũng được ha, nó phải phục hồi từ từ lại. Dạ. Nhưng mà vừa qua là mình phẫu thuật rồi, mình gắn gì là tổng cộng là bao nhiêu cái 6 con ốc. 6 con ốc hả? Dạ 6 con ốc là cái hình ngoài sau lưng của em là lấy anh coi cái hình đó trong 6 ra ốc cái rồi hình chụp mình phẫu thuật kia là ở phía sau hay là phía trước? phía phía trước gỡ ra không Gì hả? Gỡ được không? Gỡ được dạ không? được Gỡ cho bà con mình xem coi. được Đây rồi nè. nó chỉ kìm lên thôi. Đây nè hả? dạ Đây ha. dạ Vậy là bây giờ phẫu thuật hồi trước xong, có phẫu thuật hồi sau như lúc trước nè ha. dạ ngoài sau nó nguy hiểm cao lắm, sao giờ bệnh viện không dám mổ, Gì hả? Cho nên là phẫu thuật qua nếu phía mà trước. mổ ngoài sao là bệnh viện không dám mổ đâu. Vậy ha. Giờ Số tiền mà của các mạnh thường quân giúp tiếp tục cho anh Tốt để chuẩn bị cắt một cái tổ ấm che nắng che mưa là 72 triệu 400 ngàn, thì cho phép Tiến Dũng xin được đọc tên của các mạnh thường quân đã hỗ trợ như sau. Thứ nhất là Zalo của cô Bình Thị Lê, chắc có lẽ là Lê Thị Bình, và cô hỗ trợ cho anh là 2 triệu. Thứ hai là Lâm Tiểu Hạnh gửi giùm cô Diệu Hạnh 1 triệu. Thứ ba là chị Chim Thị Mai gửi giùm chị Chim Thị Liễu ở bên Mỹ 4 triệu 6. Thứ tư là anh Lâm Quăng Quắn 1 triệu. Thứ năm là chị Thúy Trần 3 triệu. Thứ sáu là cô Loan ở Vũng Tàu 1 triệu. Thứ bảy là người gửi tên là Tốt Châu gửi giùm chị Kim Sa 100 đô là 2 triệu 3. Thứ 8 là chị Lê Lan ở bên Mỹ gửi 500 đô là 11 triệu 500 ngàn. Thứ 9 là Zalo của chị Can Xe Bùi ở bên Mỹ hỗ trợ với anh là 46 triệu là 2.000 đô. Thì tổng số tiền của các mạnh thường quân Tiến Dũng vừa đọc tên là 72 triệu 400 ngàn để hỗ trợ cho anh chị chuẩn bị cắt một cái căn nhà tình thương mến thương để hai vợ chồng vâng, Tiến Dũng Thái mới chào tất cả quý vị. Kính chúc cho quý vị có một buổi sáng tốt lành, thân tâm thần an lạc. Và hiện nay Tiến Dũng đang có mặt tại nơi một miền quê của xã Mỹ An, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp, để trở lại thăm gia đình của anh Nguyễn Văn Tốt, 37 tuổi, người đàn ông trước đây đã bị tai nạn giao thông và trấn thương cái phần cổ. Thì Tiến Dũng nhận được thông tin từ phía gia đình của anh đã được đi thành phố Hồ Chí Minh để mà phẫu thuật đốt sống cổ của anh đã hơn 3 tuần rồi. Và hôm nay thì Tiến Dũng sắp xếp công việc để đến đây trước là thăm viếng gia đình của anh và tình hình sức khỏe của anh như thế nào. Và sau đó thay mặt các mạnh thường quân tiếp tục để trợ giúp cho vợ chồng của anh Tốt sẽ có một ít tịnh tài để chuẩn bị cắt một cái căn nhà tình thương tại nơi miếng đất của ba vợ của anh Tốt sẽ chia phần cho hai vợ chồng của anh để ở gần ba mẹ. Thì ngay sau đây, tôi xin mời quý vị chúng ta hãy vào bên trong để thăm lại tình hình sức khỏe của anh Tốt ngày hôm nay nhé. Xin kính mời tất cả quý vị. Vâng, và đây là con đường chúng ta đi vào nhà của anh Tốt quý vị. Đây là căn nhà của ba mẹ vợ anh Tốt. Và sắp tới đây thì ba mẹ vợ của anh sẽ cho hai vợ chồng của anh cắt tại nơi đây một cái mái nhà nhỏ. Thì hôm nay Tiến Dũng nhận được tình tài của quý vị để đến đây để trợ giúp cho anh sắp tới này sẽ cắt ở đây một cái căn nhà tình thương. Chào huynh Tốt. Rồi, khỏe. Hôm nay xuất viện về bao lâu rồi anh? Chị hả? Để gắn cái mic cái ha. Rồi, quả xá ha. Chào anh Tốt nha. Sao rồi, hôm gài phẫu thuật về mấy ngày rồi? Chào sư huynh, giờ về cỡ 20 ngày rồi sư huynh.
Thấy cơ thể mình nó có khỏe hơn là lúc mà chưa phẫu thuật không anh? Dạ khỏe hơn cỡ 40%. 40%. Dạ. Vậy hả? Vậy là hôm nay về ăn uống đồ có bình thường như là chưa phẫu thuật không? Ăn cũng giống vậy đó, ăn ít ít bữa cơm ăn được tí tí. Cũng Vậy không vậy. không ăn được nhiều. Vậy hả? Dạ. Rồi tổng cái kinh phí mà mình đi phẫu thuật vừa qua đó là tốn hết bao nhiêu tiền? Dạ 132 triệu mà bảo hiểm thì nó chia ra hết 40 triệu. Dạ. À. Rồi ăn uống đồ luôn tính vô nữa là thêm mười mấy triệu nữa. Thêm mười mấy triệu nữa. Dạ. Vậy là tổng chi hết là bao nhiêu? Là tổng chi hết như cái ca mổ không là như 92 triệu. À. Rồi mình ăn uống đồ thêm mười mấy triệu nữa đó. À, vậy là tính ra cũng hơn hơn 100 triệu ha. Vừa qua thì cái số tiền đó là của các mạnh thường quân đã hỗ trợ vừa rồi là coi như là cũng sắp hết hả? Dạ sắp hết rồi còn được Dạ. 2-3 triệu ăn đi tái khám nữa anh. À, vậy ha. Dạ Giờ tính chứ mua thuốc cầu phiền cứu, luôn. Anh Sơn mà chưa có điện luôn. Dạ Dạ. Dạ anh coi Sơn cứ nói rồi, dạ chưa có cầu tại cứu anh Sơn. chi Dạ. phí đồ á, thì thấy đủ rồi anh Sơn nó thôi giờ đủ rồi anh Sơn không có giúp. Như tái khám ví dụ có thiếu tiền thì anh Sơn anh giúp. À, coi như là tái Dạ khám có hoặc là gì sau này có gì mà có lên trển cần ha. gì á thì điện cho anh Sơn. À, vậy Dạ. hả. À, vậy là vừa qua là cũng vợ chồng anh Sơn cũng đến để mà thăm viếng rồi cũng quan tâm ha. Rất là quan tâm. Anh nói Dạ. anh nhìn thấy chồng em anh thương lắm. Anh À. ngồi đó nói cứ yên tâm đi. Rồi anh chỉ nói cứ yên tâm mà hai chồng vậy Cần gì là thì điện cho anh. cần cái gì cứ À, vậy điện. hả? Dạ. Rồi giờ này em chưa có điện anh cầu cứu anh gì hết. Anh cứ Dạ. nói gì em chỉ được sư huynh đưa cái tiền của các mạnh thường quân giúp đỡ em á, còn toàn diện nhiêu là em đóng tiền viện phí hết, bao nhiêu là còn dư được bao nhiêu là báo 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 gõ với anh Sơn hết. Dạ. Vậy anh dạ Sơn hỏi có là đủ tiền hay không? dạ còn À, coi ví dụ tới ra viện coi bao nhiêu tiền. Cái tới ra viện á, thì em thấy chi phí đồ bảo hiểm nó chi cũng còn đủ tiền. Anh Sơn nó hơi đủ tiền thì về đi rồi có tái khám hoặc thiếu tiền gì uống thuốc á, thì báo anh Sơn anh giúp. À, coi Thì như là anh anh Sơn nói anh bao vậy. Dạ. chót ha. Dạ. Rồi, rồi Tiến Dũng và vợ chồng của anh Tốt cũng cảm ơn tấm lòng vàng của hai anh chị đã quan tâm chăm sóc sức khỏe của anh Tốt trong suốt thời gian qua tại bệnh viện Thành phố Hồ Chí Minh. Thì hôm nay Tiến Dũng đến đây để trước là thăm viếng tình hình sức khỏe của anh, cũng nghe anh xuất viện hôm nay rồi. Nhưng mà tại vì cũng bận nhiều cái công việc rồi cũng chưa có qua thăm. Cho nên là hôm nay cũng thấy rảnh rỗi được bữa nay. Cho nên là cũng trước là qua thăm viếng vợ chồng của anh Tốt. Và đồng thời thì các mạnh thường quân cũng biết được cái gia cảnh của hai vợ chồng hiện nay đang ở tạm nơi nhà của ba vợ. Thì Tiến Dũng có hỏi thăm anh thì nghe nói là ba mẹ của chị là tính cắt một cái miếng đất nào ở bên hông bên đây là để cho hai chồng Dạ ở đúng không? dạ cũng còn được khoảng 4 mét thôi anh, rồi Ừ. cho cắt xây nhà nhỏ nhỏ đang ở vậy đó. À, vậy ha. Dạ. Thì các mạnh thường quân cũng biết được cái gia cảnh đó và đồng thời cũng có hỗ trợ một ít tiền tài để giúp cho anh chị tiếp theo là sẽ, mình sẽ ngoài cái nằm dưỡng bệnh ở đây thì số tiền này thì chắc lẽ là chúng mới có đủ rồi để mà cắt cái tổ ấm thôi. Còn dưỡng bệnh đây thì có lẽ là chắc sau này phải nhờ anh Sơn, nhờ anh Sơn nhờ anh Sơn giúp ha. Dạ. Còn cái phần tiền mà Tiến Dũng nhận được hôm nay thì để Mạnh Thường Quân giúp cho anh chị để mà cắt một cái căn nhà tình thương á. Và thì hôm nay là tổng số tiền mà của các Mạnh Thường Quân giúp tiếp tục cho anh Tốt để chuẩn bị cắt một cái tổ ấm che nắng che mưa là 72 triệu 400 ngàn. Thì cho phép Tiến Dũng xin được đọc tên của các Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ như sau. Thứ nhất là Zalo của cô Bình Thị Lê, chắc có lẽ là Lê Thị Bình, và cô hỗ trợ cho anh là 2 triệu. Thứ hai là Lâm Tiểu Hạnh gửi giùm cô Diệu Hạnh 1 triệu. Thứ ba là chị Chim Thị Mai gửi giùm chị Chim Thị Liễu ở bên Mỹ 4 triệu 6. Thứ tư là anh Lâm Quăng Quấn 1 triệu. Thứ năm là chị Thúy Trần 3 triệu. Thứ sáu là cô Loan ở Vũng Tàu 1 triệu. Thứ bảy
là người gửi tên là Tốt Châu gửi dùm chị Kim Sa $100 là 2,3 triệu. Thứ 8 là chị Lê Lan ở bên Mỹ gửi $500 là 11,500,000. Thứ 9 là Zalo của chị Can Xe Bùi ở bên Mỹ hỗ trợ với anh là 46 triệu là $2,000. Thì tổng số tiền của các mạnh thường quân Tiến Dũng vừa đọc tên là 72 triệu 400 ngàn để hỗ trợ cho anh chị chuẩn bị cắt một cái căn nhà tình thương mến thương để hai vợ chồng có một cái tổ ấm để mà ở, rồi khi mà anh khỏe mạnh đó thì mình có thể đi làm thuê hay hoặc là làm cái công việc đó để mưu sinh cùng với vợ. Thì hiện nay là vợ của anh Tốt cũng đang phụ bán với một cái quán quán cơm hả hay là quán gì? Quán hủ tiếu quán riêu. À, quán hủ tiếu quán riêu. Dạ. Là mỗi một ngày là chị bán gì là được bao nhiêu tiền tiền dạ, công? Khoảng 130. Khoảng 130 rồi dạ. Từ mấy giờ đến mấy giờ? Phải em đi hồi lúc 4 giờ cho tới 12 giờ. 4 giờ sáng hả? Dạ. À, thức sớm ha. Dạ thức sớm. 4 giờ sáng đến đó để mà mình phụ mình nấu dạ, nướng với tiết ta hả? Phụ đặng như rau đồ á anh. Lặt rau đồ rồi dọn dẹp đồ ra cho bàn ghế đồ á. À chứ mình không phải là dạ. Thợ chánh nha. Dạ. Thì cũng phụ được chút đỉnh trong trong bếp. Dạ 4 giờ dạ. Rồi đến mấy giờ mới về? Dạ khoảng miễn trễ nhất là 1 giờ. 1 giờ trưa ha. Dạ. Là về là ở đây là chăm sóc ảnh tới chiều tối luôn vậy hả? Dạ. Ừ. Chứ em mà đi làm buổi chiều nữa thì không có thời gian với đưa con đi học nữa. Ừ. Bởi vì em kiếm thêm buổi chiều thì không có ai ở nhà làm. À, như con cái rồi đưa đi học rồi dạ. Cơm nước rồi á. Vậy hả? Dạ. Rồi thì bây giờ Tiến Dũng sẽ trao số tiền này ha. À, đây là số tiền này là 20 triệu nè. Dạ. 40 triệu một phạt. Sức giấy ra. À. Có thùng. Có thùng không? Nè cầm. Cầm cái này là 40 triệu ha. Dạ. Cộng này là 60 triệu nè. À, cộng này là 10 triệu với 2 triệu tư lẻ ha. Dạ. Cộng chung như đây luôn đi. À, rồi chị lấy cộng thông nó cộng chung cho hết đi ha. À, tổng cộng là 72 triệu 400 ngàn của các mạnh thường quân mà Tiến Dũng vừa đọc tên đó thì giữ nó để mà chuẩn bị cắt cái mái nhà tình thương. Rồi tiếp theo mời anh Tốt nha. Dạ em được trước tiên là em xin cảm ơn anh Tiến Dũng đã giúp em trong thời gian qua quá nhiều. Chứ em cảm ơn đến các mạnh thường quân đã giúp em một số tinh tài để em cao phẫu thuật này em mới về còn được mạnh thường quân giúp em thêm một số tinh tài nữa để cắt cái nhà cho hai vợ có mái ấm nhỏ cho hai vợ chồng nữa. Em xin chân thành rất cảm ơn các mạnh thường quân đã giúp em suốt thời gian này. Em xin cảm ơn đến các mạnh thường quân rất nhiều. Dạ. Xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Dạ vậy ha. Dạ. Tiếp theo mời chị xã luôn. Em cũng biết ơn mọi người trong nước và ngoài nước và mạnh thường quân giúp đỡ em từ đầu tới bây giờ thì cũng có một số tịnh tài đặng cho chồng em ca phẫu thuật dưới cho em về đặng có xây được cái mái nhà. Đặng cho vợ chồng em sống, đặng đi làm, đặng kiếm tiền về cũng nuôi con ăn học được. Em cũng rất biết ơn mọi người và em cũng mong mọi người và giúp đỡ em như lần này với từ đầu tới cuối em cũng rất cảm ơn và chân thành và biết ơn mọi người rất nhiều luôn. Dạ. Thì anh chị là có hai cháu hả? Dạ có một. À có một. Dạ. Cháu học lớp mấy à? Dạ lớp 5 à. Lớp 5 ha. Dạ. Dạ. Rồi coi như là cái miếng đất mà của bác trai mà chuẩn bị cắt là nằm phía đây không? Dạ. Dạ dạ, để Tiến Dũng qua đây quay cho bà con mình xem ha. Dạ. Dạ, con chào bác nha. Dạ bác dạ. Là ba vợ của anh Tốt hả bác hả? Tôi ba vợ của Tốt. Dạ. Thì coi như là vừa qua rồi cũng tai nạn như vậy. Thì ra bây giờ tôi thì cũng khổ, không có tiền để giúp cho con rể nó. Là coi như là tôi chỉ còn lại được một miếng đất là của bà già vợ cũng là cho. Dạ. Rồi như vậy là bề ngang được 4 thước, chiều dài thì cho con nó là
8 thước để nó cất cái máy ấm. Dạ. Tiền thì không có cho con, nhưng mà chỉ có bao nhiêu đó là để cho gửi cho con thôi. Dạ. Vừa qua rồi là các mạnh thường quân trong nước và ngoài nước nó giúp đỡ cho con ghế nó là được quá nhiều rồi. Dạ. Mà không biết nói sao. Tôi cha vợ thì cũng đứng ra để biết ơn, cũng thành thật mang ơn tất cả mạnh thường quân, mong cái những cái cái chương trình này để lưu truyền cho về sau cho khổ, cho nó đỡ khổ đi những cái người lại khổ hơn con tôi nữa. Dạ. Thành thật biết ơn hết tất cả. Dạ, dạ chú. Vậy thì mình sẽ chừng nữa là mình kêu thợ cắt tại miếng đất đây hả chú ha. Dạ. Chiều ngang là 4m, chiều dài là 8m hả chú. Dạ, vậy là thục vô hút thục trong vô cái chày luôn hả? À, tôi sẽ cắt cái máy chày. Dạ. Này bớt. Dạ. À, để cho con nó thục vô cho đủ cái vậy ha. Đất, để cho nó có một cái phòng, cũng có cái phòng nhỏ nhỏ cho nó nghỉ vệ sinh đồ. Dạ. Chứ nó đúng ra 8 mét này thì nó cũng hơi quá ngắn. Quá ngắn. À, mình chừng nữa mình thục cái máy này vô để cho anh cắt toilet rồi gì ha, bếp rồi ha. À, nó vậy. À, thấy. Dạ. Nó cũng vậy rồi thôi, cũng không biết sao mà nói nữa. Bây giờ mình có bao nhiêu đó thôi, mình cũng cho con mình bao nhiêu đó. Dạ. Đất này thì cũng của bà già vợ cho. Dạ. Vậy. Coi như là vợ chồng anh sắp tới này cũng sẽ được một cái máy ấm tình thương tại nơi cặp với đất của hai bác ha. Dạ, của vợ vợ. Dạ, bác có mấy người con bác hả? À, có ba đứa, hai gái. Ghế này là thứ ba. Dạ. Ghế thứ ba, còn thằng trẻ Út nữa. Dạ. Trẻ dạ. Út này 15 tuổi. Trẻ Út bác còn đi học hả bác hả? Còn đi học. Dạ. Rồi, cảm ơn bác nha. Dạ. Dạ. Dạ cũng chúc cho anh Tốt mau một phục hồi ha. Ngồi được. Rồi cũng sau 7 tháng nay không có. Dạ. Gì, cũng muốn lắm. Dạ. Muốn ôm anh Ấn Dũng giữ dằn tình thương này. Thôi gì nữa. Ok anh thôi bình tĩnh. Rồi không sao ha. Rồi. Ok anh. Thôi gắng về sức khỏe ha. Gắng. Bác sĩ nói là mấy tháng nữa mình mới phục hồi là được anh. Khoảng mấy tháng. Ừ. Chậm chậm từ từ ngày nào á. À, chắc cũng phải từ 6 tháng cho lên nữa ha. 6 tháng tới 5. Thôi gắng gìn sức khỏe tốt nha. Dạ. Để mà sau này có sức khỏe là rồi là đi làm để nuôi. Dạ. Vợ con ha. Dạ. Ừ. Rồi không sao. Rồi anh em mình có dịp nào thì sẽ gặp lại, hoặc tôi đi. Dạ. Qua bên Đồng Tháp tôi ghé thăm. Dạ. Ha. Dạ. Rồi chào nha, chúc sức khỏe, mau bình phục. Dạ. Tay chân rồi bây giờ là coi như là giờ là dở lên là ok hả? Dạ được. Rồi được ha. Nó chỉ ghi còn ở trong là nó tê tê tê. Ừ. Tê đây là tê suốt, cái tê này tê. À, sĩ nói là nó sẽ giảm giảm từ từ chứ từ không từ. Bây giờ nó, ừ. Cái này cũng vẫn tê. À, này bác sĩ kêu vẫn đi tập 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 được kia ha. Ừ, tập nhưng mà dạng gặp bóp nè, da vô vô. À, cầm cái ca đó mà đưa lên như này. À, đưa lên đưa xuống giống như tập tạ vậy. À, tập nhẹ nhẹ thôi, tập từ từ. Ừ. Rồi nó chậm chậm máu nó lưu thông từ từ cũng được ha, nó phải phục hồi từ từ lại. Yeah. Ừ, nhưng mà vừa qua là mình phẫu thuật là mình gắn gì là tổng cộng là bao nhiêu cái sáu con ốc. Sáu con ốc hả? Dạ, sáu con ốc là cái hình ngoài sau lưng. Ừ. Của em là lấy anh coi cái hình đó. Sáu con ốc rồi lấy cái hình chụp. Mình phẫu thuật kia là ở phía sau hay là phía trước? Phía trước. À, gỡ không? Gì gỡ được không? Gỡ được. Gỡ cho bà con mình xem coi. Đây nha. À, chỉ kìm đó. À, đây hả? Dạ. À, đây ha. Dạ. À, vậy là bây giờ phẫu thuật hồi trước xong, phẫu thuật hồi sau như lúc trước nè ha. Dạ, ngoài sau nó nguy hiểm cao. Ừ. Lắm. Ngoài sau giờ bệnh viện không dám mổ. Gì hả? À, cho nên là phẫu thuật hồi trước. Trước. Nếu mà mổ ngoài sau là bệnh viện không dám mổ đâu. À, vậy ha. Ừ. Giờ có. Giấy này là em. Dạ. Giấy này là em tự chụp ngoài chứ bệnh viện nó cũng không có lấy nữa. Dạ, đây là phía. Dạ. phía sau cổ đó hả? Dạ. Sáu ốc hả? Dạ. Ồ, vậy ha, quá xá ha. Chính vậy là khoảng 6 tháng nữa đến 1 năm mới phục hồi hả? Dạ. Mới phục hồi mới đi đứng bình thường hay sao? Thì nói chung 6 tháng tới 5. Nếu mà nó hồi phục cái dạng hồi đó giờ, hồi xưa là còn vậy. Ở mình 100 phải không? Nó hồi phục ví dụ như 6 tháng tới 5 nó hồi phục được 60. Ừ. Tức là 60% tới đó nó ngưng. À. Là không vượt qua được 60 nữa. À, vậy tức ha. Là nó chỉ phát triển là được 60 là 60, ví dụ trong mình cơ thể mình còn tốt, nó vượt qua 70 nó sẽ nằm đó trong vòng 6 tháng tới 5. Ừ. Nó nằm tới 70 là nó nằm đó hoài. Còn à, trong mình tốt nữa nó qua 80
nó nằm tới đó rồi là nó khỏe hoài tới đó là 80 nó không qua nữa, mình sẽ mất 20-30% tùy theo sức khỏe, là vậy là hết lúc rồi, nó không có, không có qua nổi như lúc ban đầu nổi, yếu lại, mất sức hết, chỉ được giỏi lắm là 70%, đúng rồi 70% thôi, cải thiện thôi chứ đâu làm sao mà được 100% như thủ ban đầu được, cải thiện dữ lắm là 70%, khó tập phải là bị phút đó, cải thiện 70% tới đó là ngừng, nếu mà còn tốt, cơ thể mà còn tốt nữa, nó phát sinh còn đề kháng nó còn tốt, nó qua được 75%, rồi cái đó là ngừng chứ nó không có qua mạnh nữa. Ok, thôi vậy gắng cố gắng nha. Dạ. Rồi từ từ thì mình sẽ bình phục lại từ từ rồi sẽ có được sức khỏe. Rồi vậy ha. Dạ. Rồi thôi giờ nghỉ dưỡng đi. Ông nữa hả? Trời ơi. Rồi ok. Rồi, gắng cố gắng nha. Dạ. Rồi nè. Rồi. Vâng, kính thưa vị, và giờ đây Tiến Dũng và anh Tốt cùng với gia đình cảm ơn tất cả các mạnh thường quân đã hỗ trợ tịnh tài hôm nay là 72.400.000 để sắp tới này hai vợ chồng của anh sẽ cắt một cái căn nhà tình thương nơi miếng đất của ba vợ đã chia cho hai vợ chồng để mà ở gần với ba mẹ, thì có lẽ là sau này gia đình mình sẽ sum vầy sẽ vui hơn ha. Lúc trước thì hai anh chị là thuê phòng trọ hả? Thuê phòng trọ ở. Bây giờ mình về đây gần ba mẹ rồi thì có lẽ là sẽ vui hơn, gia đình sẽ ấm áp hơn. Thì Tiến Dũng không biết nói gì hơn là cảm ơn tất cả quý bà con cô bác mạnh thường quân xa gần từ trước đến nay đã hỗ trợ giúp cho anh Tốt ca phẫu thuật vừa qua. Tiến Dũng đã đến thăm và trao cho anh cũng hai đợt cũng hơn 100 triệu để mà anh đi phẫu thuật xong thì hôm nay tiếp tục trở về thì lại được các mạnh thường quân biết được gia cảnh của anh chị khó khăn, chồng thì đi làm thuê và vợ cũng đi làm thuê và ở trọ, thì các mạnh thường quân đã giúp được số tiền hôm nay là 72.400.000 để sắp tới này hai vợ chồng của anh sẽ cắt một căn nhà nho nhỏ che nắng che mưa để cùng nhau chung tay nhau để mà đi làm và nuôi con. Thì Tiến Dũng cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành và hỗ trợ cho gia đình của anh Tốt, và kính chúc cho tất cả quý vị mạnh thường quân lúc nào cũng được công việc thì được thành tựu, gia đình thì hạnh phúc và thân tâm lúc nào cũng được an lạc. Và đây Tiến Dũng và anh Tốt cùng với vợ của anh xin thân ái mến chào và xin hẹn gặp lại quý vị vào những video tiếp theo, và xin chào tạm biệt.